Nên như trên khu nó cấp điện đúng không? Có chứ. Tại vì con bé ở trên gọi điện xuống kêu cấp điện. À, nhiều khi cấp không đó thôi, cái tiểu la đâu cấp. Tiểu La không cấp à? Trời, đợt này mụn nhiều với sợ. Mấy năm rồi mới nặng mà bị không nhiều. Anh ấy có lên trên kia làm không? Thế mà Trên Tân An. không. Nói chung là từ nó chờ chờ mới làm đó. Con cô mình chắc lớn rồi. 11 tuổi rồi. Hình như lớn hơn cô em tuổi. Học lớp mấy anh? Lớp 5. À, đứa bằng mà. Nhớ là Ủa? bằng bằng. Nên cô thông tự thiền luôn à? Dạ. Tháng 8 2012 đó. Nhưng mà ý là mình có phóng to lên được không? Được là gì mua để chị nó hàng hùng qua nó hàng hùng đưa thử. Hắn mà quay được chị mua liền luôn. Nhưng mà chiếc iPhone 13 quay đâu được anh nè. Anh mua 14 chứ anh. Chưa. Thử liền luôn. Mấy bác thấy 6 tỷ máy tiền iPhone 14. Làm chi mà bác đó anh. Không hóa đơn. Chầu chà. Nhập về không hóa đơn. Không không không. Ý là bên anh làm á. Làm bên kính á. Sao thì máy luôn à. Trời ơi. Mình không chạy được hả anh? Không. Của bên nghe trên đài nói, trên mạng nói. Không phải của mình mà. Tự ủng hộ là anh nói cái gì. Còn 14 không. Dạng nhập lậu đó. Nhưng mà 14 thấy cũng rứa mà. Thấy cũng kiểu như là review rứa thôi. Chứ chị thấy vẫn i13 mà. Thôi chắc ta không mua. Lo gì? Lo cảm ứng. Hay đó. À chỗ nó không có luôn mà. Cái mình mới dậu về đây chứ. Dạ. Được mấy tháng. Bên em làm được không? Nên cũng được mà cũng nó hơi chậm hơn từ hồi trước dịch. Ủa, đó hả? Mày ghê. Đam mê công nghệ là mày lắm. Đam mê chạy theo này chị chưa nổi. Trời ơi.
nói anh này là thôi, cái mùa mới ra là con không có trước rồi. Chị là không thích là đổi, mỗi lần đổi là chuyển cái đồ đồ này kiến mệt quá, lại vẫn dùng được không dùng cho mấy đứa nhỏ nhỏ ưng cái ưng là màu màu mè mè đấy đó, ưng thể hiện rồi đó là được. Cầm cầm cái mà cái điện thoại tí máy kia mới được tôi đồ đó cho nó đẳng cấp. Chứ còn mà iPhone là giờ nó bình thường quá rồi. Thấy từng tháng từng tháng. Vậy là sợ nay là mua được mấy cái này. Đồ đồ. Không biết hết bao nhiêu nhiêu à? Dạ. 14 nó bên đây. Mấy tiền hả? À? Em cũng không rõ nữa. 62 à? Ghê đó à. Cũng cỡ nữa. Hồi nãy em mua cái 13 này cũng 52 nè. Em mua một ca ghi. Không đừng. Mua ở chỗ chỗ Hùng Lộc nó cũng nhanh lắm. Lọc cho người gì? À lọc lọc thì hồi xưa trừ rồi. Trừ dân iPhone là nhanh lắm. Trừ họ mua đài rồi. Trừ cũng về đài rồi. Tự nhiên hồi sáng cái chị ngồi cà phê á, cái ai gửi cho chị năm cái hình trên từ iPhone 14. Cái chị không chấp nhận, ý là chắc họ gửi lộn á. Họ à, iPhone 14. Không biết ai luôn. Đầu tiên là iPhone 3 phải không hả? Em không biết. iPhone 3 đó, mà nó bán muốn trồng bầu bầu. Bán to lắm, nặng lắm. Như mười mấy năm rồi, năm ra làm 10 năm. Anh là đợt này là ít đen hơn đợt xưa rồi chứ gì. Cái mụn này nè, mụn này hồi xưa nó đen hơn. Màu xưa nó không quay, chờ quay. Có thầu không? Có thầu mấy cái công trình đó. Cũng có chứ. Cho chị xíu hoạt xương xương đi. Chị thấy hơi nóng. Mấy gì làm sòng bài của Trung Quốc sao? Làm ở Nam Hội An. Làm cái đó là mình họ từ từ họ mới đưa tiền cho mình sao hay là... ví dụ như mình đứng đặt cọc trước mà lỗ vật tư vô là nó đưa mình 30%. Xong rồi mình thì mốt mình thi công đưa mình 30% hay 40% nữa. Thì thêm mình hợp đồng. Em đi đường em thanh miết mà chạy ngang qua miết. Vì trên khu nó em đi. Đúng rồi, đường nó về đã giờ rồi. Dạ. Không mà em cũng ít. Giờ đợt này em không làm trên nó nữa là để nhân viên thôi. Ủa? Em đứng chính ở đây. Nên là thành ra là em không lên nữa. Tháng em lên lần để em thu tiền với lại em chi phí lại thôi. Cái nhà này trước của bà cô Thủy đúng không hả? Nhà này là của ông thầy chi chứ. Bà có thể đáp bây giờ về. Cô thấy không phải, nhà này là của ông chị, ông thầy. Bà có thấy nằm ở nhà đường ngõ kia chứ ta, hồi xưa cũng